Thưa quý vị và các bạn, trồng sen các loại cây nông nghiệp trên cùng một diện tích đang được xem là cách làm hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân. Hàng ngàn hộ nông dân trên toàn tỉnh đã phát lên nhờ hướng đi này. Tuy nhiên thực tế cũng có không ít trường hợp thất thu, thậm chí nguồn thu không bằng trồng thuần. Nguyên nhân là do không thực hiện đúng quy trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Phản ánh của phóng viên thời sự về thực trạng này. Ở xã Tân Lạc, huyện Di Linh, ông Nguyễn Xuân Định được xem là một trong những nông hộ tiên phong trong việc áp dụng mô hình trồng sen. Đây là giải pháp để nâng cao năng suất và thu nhập trên cùng diện tích. Trên diện tích hơn một hecta cà phê của mình, ông Định đã tiến hành trồng sen cùng lúc hai loại cây là măng cục và sầu riêng. Tuy nhiên, do không tìm hiểu kỹ về kỹ thuật cũng như chưa có kinh nghiệm, nên việc trồng sen với mật độ dày quá mức chỉ mang lại hiệu quả trong một vài vụ mùa thu hoạch ban đầu. Khi các loại cây đã khép tán, vườn cây bắt đầu xuất hiện tình trạng được thu cây này thì thất thu cây kia và năng suất có xu hướng giảm. Mới cưa sầu cà phê của năm ngoái chứ còn cà phê năm nay vẫn để thì rõ ràng nó cạnh tranh sinh dưỡng rất cao. Có khi là bón cho bơ nhưng mà sầu riêng nó ăn hết hoặc là bón cho sầu riêng nhưng mà cà phê nó ăn hết như thế này là quá dày đớc. Nếu mà vườn trồng sen như thế này thì dịch bệnh nó rất cao. Có một thực tế là hầu hết người dân ở các địa phương trên toàn tỉnh thời gian qua đều rất tích cực và mạnh dạn trong việc áp dụng mô hình trồng sen nhiều loại cây trên cùng diện tích. Tuy nhiên, chỉ có một bộ phận nhỏ là nắm được kỹ thuật cũng như có thời gian tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm kỹ lưỡng từ các mô hình đi trước. Đa phần còn lại thường làm theo kiểu tự phát. Do đó, thiếu các biện pháp xử lý khi cây trồng xuất hiện dịch, bệnh hoặc cạnh tranh dinh dưỡng làm giảm năng suất. Hồ ông Nguyễn Văn Điều ở xã Phi Liên, huyện Đam Rồng thuộc vào trường hợp này. Năm 2015, ông Điều tiến hành trồng sen hàng trăm cây mắc ca vào 5 hecta rẫy cà phê. Sau 5 năm, vườn mắc ca phát triển mạnh quá nhiều. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, những cây mắc ca trồng sen bắt đầu xuất hiện hiện tượng teo quả và tỷ lệ rụng nhiều khiến năng suất giảm mạnh. Kỹ thuật nông nghiệp thì chúng tôi không có, không biết gì cả. Dòng bừa này nó hay sâu xia nhiều lắm. Nên như là mà nếu ví dụ nó không sâu thì còn được thu. Thế nhưng mà nó trái rất sai nhưng mà nó thu sâu nó cũng hết đầy gốc. Các vị quay vị nhìn thấy nó cứ rụng đầy gốc, nó cứ nứt hết mẹ bỏ thì cây lứt ra lứt rồi là không biết là cái bệnh gì, cái thiếu cái phân gì thì không rõ nữa. Việc trồng xen nhiều loại cây trên cùng diện tích không phát huy hiệu quả mong muốn, không chỉ xảy ra với hai trường hợp ông Nguyễn Xuân Định hay ông Nguyễn Văn Điều, mà đó cũng là vấn đề chung của không ít nông hộ ở các địa phương trong toàn tỉnh đang gặp phải. Trước thực trạng này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh khuyến nghị không phải tất cả các diện tích trồng sen đều cho năng suất cao. Quan trọng là bản thân các nông hộ khi thực hiện các mô hình này phải chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng kinh nghiệm của các hộ đi trước tham khảo định hướng quy hoạch của địa phương, từ đó triển khai đúng quy trình kỹ thuật. Như vậy mới đảm bảo các khu vườn trồng sen mang lại hiệu quả kinh tế cao. À, chúng ta có ba cái cây trồng sen hiện nay là rất là hiệu quả. Thứ nhất là bơ, thứ hai là sầu riêng, thứ ba là mắc ca. Thì ba cái cây trồng này, à, ngoài ra thì một số địa phương như à, có thêm cây măng cục, đấy, thì à, rất là hiệu quả. Tuy nhiên là cũng khuyến cáo bà con nông dân không nên mà lạm dụng cái việc trồng sen quá cái mặt độ quy định, nó ảnh hưởng tới cây trồng chính. Ví dụ như trồng sen trên cà phê thì có quy định về mật độ trồng, nhưng mà bà con nông dân phải lưu ý một cái vấn đề là khi chúng ta trồng sen, thì vẫn đảm bảo mật độ để cây trồng chính nó vẫn có cái nếu mà trồng sen mà lạm dụng quá thì nó ảnh hưởng cây trồng chính thì cái hiệu quả nó chỉ trước mắt là là dần dần cây trồng chính nó, nó không hiệu quả cho nên là vấn đề đó thì phải đảm bảo kỹ thuật còn vấn đề trồng sen là một vấn đề là về mặt kỹ thuật là đã được bộ nông nghiệp và ngành nông nghiệp tỉnh lâm đồng, đồng uh, cho phép và có quy trình rất là cụ thể những khuyến nghị mà lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vừa nêu là điều mà bà con nông dân cần hết sức lưu ý tuân thủ để việc trồng sen đạt hiệu quả kinh tế cao tránh được những rủi ro về dịch bệnh hay sụt giảm năng suất đồng thời đảm bảo tính ổn định bền vững trong sản xuất